Trên Nha Trang 19 Phan Bánh Chèo, quý các anh chị và các bạn. Bây giờ là 10 giờ ngày 26 tháng 5 năm 2024. Hiện tại Bảo Khánh đang có mặt tại công viên Vĩnh Phước này mọi người, thuộc phía bắc thành phố Nha Trang này mọi người. Thì phía trước này là con đường 24. Phía trước mặt là mọi người thấy có hai cái chung cư rất là lớn và phía trong nữa là một ngọn núi rất là cao. Thì Bảo Khánh nhớ là hồi nhỏ là ba Bảo Khánh hay chở đi ngang qua con đường này, thì phía trong cái núi đó là như là có một cái nghĩa trang mọi người ạ. Đó thì sau này thì không còn cái nghĩa trang nữa, mà thay vào đó là những cái dãy chung cư dân ở rất là tấp nập. Thì khu vực này có người ta gọi là khu vực ba rừng mọi người ạ. Thì Bảo Khánh cũng không biết vì sao gọi là khu vực ba rừng. Bây giờ Bảo Khánh sẽ đi xung quanh cái công viên này, và là công viên mọi người. Đây là công viên khu vực Vĩnh Phước, thuộc phía bắc thành phố Nha Trang mọi người. Trước đây người ta gọi là khu vực này là khu vực ba rừng mọi người. Thì Bảo Khánh cũng không có biết là vì sao gọi là khu vực ba rừng. Bây giờ đợi Bảo Khánh hỏi thử có người nào lớn tuổi á, Bảo Khánh hỏi thử người ta có biết không vì sao gọi là khu vực ba rừng, để mà giải đáp cái thắc mắc cho Bảo Khánh. Chưa bấy lâu nay thì Bảo Khánh cũng không có biết xuất xứ vì sao gọi là khu vực ba rừng. Để Bảo Khánh hỏi bên này, con đường nhỏ này còn gọi là khu vực ba rừng mọi người. Chú cho con hỏi xíu cho chú, khu vực này gọi là khu vực ba rừng hả chú? Mà ý là vì sao gọi là khu vực ba rừng, chú có thể cho không biết được chú? Gọi là ba rừng, dạ. Có đường cao quan bé, dạ. Nhưng mà ý là vì sao gọi là khu vực ba rừng nè? Cái tên của nó đó là cái rừng núi không à? Là bé nè, để bé nè bắt đầu ở sau này là cái chỗ ở dưới kia là có một cái đình, dạ. Nó có một cái đình để thờ ông, dạ. Bắt đầu là dầu vô trong bóng, dầu vô trong bóng là bữa nay là lúc cái năm mà dầu vô á là 1822, dạ. 1822, bữa nay là 202 năm, dạ. Yeah. Rồi đem vô trong đó thờ phượng trong đó sạch sẽ, chứ ngoài đây nước non bùn đầy cơ mà, dạ. Yeah. Đó, hồi đó là cái khu đây là khu ở của nhà trọ, bữa nay là nó phế rồi, nó làm công viên, dạ. Yeah. Bên hồi đó là bữa đây là cũng gần núi không mẹ, dạ. Ở đây nước nè, đúng hồi xưa là con nhớ là ông ba ông chở đi ngang qua là khu nghĩa trang, nghĩa địa mẹ, nghĩa trang, đúng rồi chú nói đúng á. Thì con nhớ trong này là có một cái khu nghĩa trang. Bên này là cái khu nhà trọ. Dạ. Mà ý con đây tìm hiểu con có cái này nó một phòng tỏ ra để nó làm cái công viên nữa. Dạ, con này là công viên Vĩnh Phước rồi chú hả? Công viên Vĩnh Phước đúng không? Dạ. Câu tại con thắc mắc lâu rồi, nó vì sao gọi là khu vực ba rừng, con đang thắc mắc. Đó rồi tôi đầm trường khó quen lại rồi muốn không mẹ. Nói chung là khu vực ở đây hồi xưa gọi là rừng núi không hả? Mẻ mồ mà. Bề rừng đó. Mồ mẻ là cái bên kia. Mồ cũng vậy, bên kia bữa nay cũng vẫn còn. Còn đây lắng đất để tôi xây nhẹ vẫn còn mồ. Nhưng mà cái mồ ở trong sông mồ của tôi. Đi vô cái đường này xem chú, đi vô đường này xem. Xe. Cái đó đi thẳng luôn là cái đường đi về đường biển hả? Luôn mà. Đường biển Phạm Văn Đồng. Đường biển luôn. Đường biển Phạm Văn Đồng. Xe Hồng Trồng á. Dạ. Là chú ở đây hay ở đâu chú? Ở trong bóng. Trong bóng, nhưng mà chú biết khu vực đây hả? Rồi chú vô ở đây mà chú, yeah. Ăn sáng xong một chí đi ngồi cho nó mát nữa. Dạ. Yeah. Đó, đây ngồi đó có mấy lùm cây thoáng mát giờ nắng rồi. Dạ. Yeah. Cỡ nửa tiếng nữa nó mát lại à. Thì gặp chú đây thì con hỏi chú biết rồi, chú trả lời cho con biết chứ. Tại chắc cũng có nhiều người ta cũng thắc mắc á, người ta lớn lên người ta không có biết. Đó, khu vực ba rừng là khu vực như thế nào. Đó, thì nãy giờ chú cũng nói thì cháu hiểu được, cũng có thành phần người ta đi thấy nhà ta cất á, rồi ở trong sân nhà ta có mồ mẻ đó, người ta ra ta tìm cái mộ ông mộ bè ta tốt hết rồi. Đó cũng còn mấy cái. Dạ, bây giờ trong này vẫn còn đại rác mấy cái đúng không? Còn. Dạ. Cái là thất lạc á. Từ hồi xưa hồ con 5 6 tuổi là ông ba con chở con đi ngang qua nè, có đây thưa thớt lắm mà, đâu có nhà cửa đó, trong đó là vẫn còn cái nghĩa trang. Mộ không à, đó. Mộ thằng ơi. Dạ, nghĩa địa mà. Đây gọi là khu vực ba rừng, là lấy cao con biết. Khu
cung Quan Hóa, đổ thị Quan Minh. Dạ dạ dạ. Cao thì cao bằng biết. Không nữa thôi, con cảm ơn chú nha. À, con hiểu rồi. Cho chú hả? À, cho con lúa chậu cũng quay tụi nó. Đó thì mọi người thấy nãy giờ chú ông nói cho mình hiểu thêm khu vực này vì sao gọi là khu vực có rừng đó mọi người. Từ xưa đó khu vực xung quanh đây là rừng núi mọi người đó, thì phía như bà Khánh nói phía bên hai chung cư kia là nghĩa địa mồ mả của mọi người, sau này người ta dời không còn nữa. Thì theo chia sẻ của chú thì trong này là vẫn còn lác đác vài cái ngôi mộ. Ở con đường này cũng xe, chắc bà Khánh phải đi bằng xe thì vô được, vô trong này quay, chứ còn mà đi bộ thì xe mọi người. Bây giờ bà Khánh cũng không có vô cái khu vực này mọi người. Thì từ hôm nay bà Khánh thực hiện cái video để mà hỏi cái tên địa danh là khu vực Ba Rừng, thì bà Khánh sẵn vô cái khu vực này luôn để quay cho mọi người xem luôn. Đó, đây là cái con đường cũng rất là nhỏ, tầm 6m, 5m mọi người, không biết nó dẫn đi tới đâu. Thì nãy như chia sẻ công chú đầu tư ông nói, trong này là trước là cũng mồ mả nhiều mọi người, bây giờ thì vẫn còn lác đác một vài cái ngôi mộ ở trong cái khu vực tạm Ba Rừng này mọi người. Để coi có ai lớn tuổi và phản hỏi thêm một lần nữa, hỏi vì sao gọi là khu vực Ba Rừng, người ta có trả lời như thế nào. Con đường này con đường cao con bé nha mọi người, cao con bé. Cao con bé Vĩnh Phước. Hồi xưa là cái khu vực này thưa thớt mọi người, dân cư rồi nhà cửa thưa thớt, có cái tiệm cà phê của người Tây. Lần đầu tiên mình cũng mới vô con đường này luôn mọi người. Cái con bé à, con đường này là đâm thẳng đi tới khu vực Hòn Trồng Bãi Dương mọi người. Khu vực Hòn Trồng Bãi Dương. Chị cho hỏi tí chị, khu vực này gọi là khu vực Ba Rừng hả chị? À đúng là Ba Rừng, là chị, khu vực này là một chị, cái đường Ba Rừng. Chị cho em hỏi vì sao gọi là không rõ nữa thì người ta gọi vậy thôi. Bây giờ là đây là đường cây bông bé. À đúng rồi, nhưng mà em muốn tìm hiểu vì sao gọi là khu vực Ba Rừng. Đó mình hỏi những người lớn, mình cũng lớn rồi, có người đó cái khu này là cả cái đường á. Lên hỏi gặp là khu vực Ba Rừng. Không à, yeah. Vậy mình có đỏ bao nhiêu cách, cái đằng mình ở đây từ nhỏ giờ. Dạ dạ dạ. Dạ nó phải có cái tên xuất xứ, em muốn tìm hiểu. Em cũng đang thắc mắc vì sao gọi là khu vực Ba Rừng. Cô ấy là con muốn biết là khu vực này là khu vực Ba Rừng đúng không cô hả? Mà con muốn biết là vì sao gọi là khu vực Ba Rừng cô? Ba Rừng hả? Hồi nói là ở đây là có rừng. À. Như cái rừng nè. Thế hả? Như cái rừng nè là mỏ mùa nhiều lắm. À, mùa mẻ nhiều á. Mỏ nhiều lắm. Thì con hỏi là ví dụ như tại sao không đặt một rừng, hai rừng mà gọi là đặt ba rừng? Ở đây rừng không à? À rừng không cô hả? À. Ở đường Bích Ba Hem. À Bích Ba Hem. Bích Ba Hem đúng rồi, xưa đúng rồi, Bích Ba Hem. Còn bên này là của Chân Lành, của Mỹ hồi xưa kia á. Dạ. Yeah. Mà hồi xưa con nhớ hồi Ba Cách là khu vực này cũng nổi tiếng rồi cô hả? Đẹp như là lộn xộn mất trật tự của cô hả? Đúng không? Đúng không? Con nghe của người lớn của người ta nói lại. Nhưng mà con thắc mắc lâu rồi, con thắc mắc lâu rồi, nó không biết vì sao gọi là khu vực đây là khu vực Ba Rừng ta. Mà cô người ở đâu? Cô là người Quảng mà cô vô hồi trước cô ở đường Bích Ba Hem nè. Yeah. Dạ. Cái đường Bích Ba Hem. Cô ở trọ đây hả? Hay là nhà đây? Hồi trước á là cô làm công nhân viên. Hả? Hồi trước tôi là đi làm nhà nước.
hồi xưa làm là chế độ được chế độ mới hả? Mới á. À, chế độ mới là của làm nhà nước. Đường của đảng vi phạm. Nhà cô về có ở cái khu mà vừa làm công viên này. Nó trước cái công viên đó là hồi dưới nhà cô. Rồi cô làm nhà nước rồi có nghỉ hưu không? Cô hồi đó nào còn cô mới 35 tuổi cô nghỉ một lần. À nghỉ lần thôi giờ. Ôi giờ cô đi bán chỗ bán đồ vậy hả? Ồ. Được con cô bán được không? Buôn bán được không? Ế. Dạ. Quá em. Rồi rồi cô có con có cái gì không? Cá nữa con nó hư quá bỏ đi được hậu. Trời tội cô chứ. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? Cô 66. 66 hả? Giờ ai không hoàn cảnh con đây con hoàn cảnh. Không, cô để nó là con nghĩ nè. Trời ơi con nói chung là mấy người này mà hoàn cảnh khó khăn con không thương. Trời con lâu lâu cũng đi làm từ thiện đồ con. Nói chung là cô cũng đừng có buồn gì, người nào cũng có hoàn cảnh như con đây nè. Giờ hiện tại con ở đất, cái đất Nha Trang này không bà con, không thân thuộc đó. Ba mẹ con, ba con người Huế, mẹ con người Quảng Trị vô đây trước năm 1975. Cũng ba con, ba mẹ con mới mất 2 năm. Giờ một mình con là cô thân độc mẻ ở đây, không có ai, không bà con á. Cho nên một người này... Không đưa dạ. Cô à. Người nào cũng có cái hoàn cảnh đó. Dạ. Rồi cảm ơn cô nha. Dạ. Thôi chúc cô buôn may bán đắt bây giờ sao? Cái này là một sư nằm ở dây. Dạ. Giờ anh nghĩ nào? Dạ, bây giờ di tích nó xóa hết rồi. Xóa nó đó đâu còn cái di tích thôi thôi. Dạ. Giờ nó bớt đất có nhiều nó đi. Dạ, vậy cô cũng rành cái khu vực này ghê chứ. Cô đã phóng nông không ai ở mà. Dạ, đó cô rành. Rồi cảm ơn cô nha. Rồi chúc cô bán được. Cô làm là nước này. Dạ. Đó thì sáng nay bà Khánh gặp những người Khánh hỏi vì sao gọi là khu vực ba rừng thì đó thì mọi người cũng cảm nhận thì đó thì cái khúc đường này là kết thúc của khu vực ba rừng mọi người ạ. Phía xa là cái tòa nhà chung cư của khu vực Hòn Trong Bãi Dương mọi người ạ. Thôi bà Khánh xin kết thúc video đây và hẹn quý các anh chị ở buổi video tiếp theo và xin chào thân ái tạm biệt mọi người.